Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, như vậy là sau 7 vòng đấu ở tại giải Leader, Po mới chỉ ghi được vỏn vẹn có 5 bàn thắng, một thành tích quá nghèo nàn nếu như không muốn dùng từ thất vọng. Chỉ có một đội bóng duy nhất có thành tích ghi bàn kém hơn POFC, đó chính là Greenop. Thế nhưng mà đội bóng này đã giành được tới 9 điểm và hiện đang đứng giữa bảng xếp hạng, trong khi Quang Hải và các đồng đội thì lại xếp ở vị trí cuối cùng trong năm bàn thắng của POFC, có tới 4 bàn được ghi bởi Henry Saive từ những tình huống cố định. Bàn còn lại là một pha tỏa sáng của Steve Berna. Cả hai cầu thủ kể trên đều là những tiền vệ. Các tiền đạo của Po FC đã thể hiện phong độ rất kém. Đội bóng của Quang Hải chỉ tung ra có 16 cú dứt điểm sau 7 trận đấu, tức là trung bình chỉ khoảng 2 lần mỗi trận, một con số thấp nhất giải. Huấn luyện viên Didier Tholot thừa nhận là ông thiếu phương án chất lượng cao ở tuyến trên dù rằng po FC chiêu mộ tới 8 cầu thủ tấn công trong kỳ chuyển nhượng ở mùa hè này. Chúng tôi tạo ra nhiều tình huống, nhưng từ những tình huống đến cơ hội thì thực sự vẫn còn là sự khác biệt rất lớn. Chúng tôi uy hiếp khung thành chưa đủ nhiều, rõ ràng là như vậy và po FC cần phải cải thiện điều đó. Trong trận đấu với Sanh Chiên tuần trước, huấn luyện viên Didier Tholot đã tung ra 5 tiền đạo và tiền vệ cánh vào sân khi mà cần tăng sức tấn công. Nhà cầm quân người Pháp không sử dụng đến Quang Hải khi đã có Henry Sev ở trên sân. Cầu thủ từng một thời là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Pháp, vừa có thể làm tốt vai trò nhạc trưởng, lại vừa biết tỏa sáng bằng những cú đá phạt. Khi mà Henry Sev đạt trạng thái thể lực tốt nhất và có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút, huấn luyện viên Didier Tholot tìm ra được phương án ưng ý cho hàng tiền vệ. Ông nói rằng tuyến giữa của Po FC đã ổn định và chỉ còn lo lắng ở hàng công sơ đồ ba năm hai hiện tại của pofc tạm thời là không phù hợp với quang hải khi huấn luyện viên trưởng bố trí hàng tiền vệ 3 người gồm có hai cầu thủ đá lùi để hỗ trợ cho henry save và khi huấn luyện viên didier tholot tập trung điều chỉnh hàng công thì có lẽ quang hải tiếp tục phải chịu cảnh dự bị hàng công không mạnh đã đành nhưng có một nhân tố ảnh hưởng cực lớn đến kết quả tồi tệ của pofc đó chính là hàng thủ đã không ghi được bàn thắng mà lại còn bị thủng lưới thì rõ ràng không thể nào có được thành tích tốt. Trong những buổi họp báo gần đây, huấn luyện viên Didier Tholot thường xuyên nhận được câu hỏi về phong độ của Xavier Coassi. Trong khi đội trưởng Antoine Batis bị chấn thương nặng, thủ quân của POFC tạm thời chuyển sang cho Coassi. Tuy nhiên, cầu thủ người bờ biển Nga lại gây thất vọng. Tờ Piranes đã chỉ ra rằng Xavier Coassi đã mắc sai lầm sơ đẳng dẫn đến các bàn thua quan trọng ở 3 trận đấu của POFC. Anh truyền bóng bất cẩn dẫn đến bàn mở tỷ số của đối thủ trong trận gặp sơ. sơ mất bóng ngay ở trong vòng cấm khiến cho đội nhà bị Roang gỡ hòa và phạm lỗi trong vòng cấm giúp cho Sanh Etien ghi bàn từ chấm phạt đền. Trung vệ mang áo số 4 của POFC cũng có nguy cơ bị treo giò rất cao. Anh mới phạm lỗi 7 lần từ đầu mùa giải nhưng đã phải nhận tới 3 thẻ vàng. Tỷ lệ truyền bóng chính xác là 85% và tranh cướp bóng thành công chỉ có 50% của Koashi cũng không phải là con số ấn tượng. Trước những câu hỏi xoáy của giới phóng viên về sự kém cỏi của cầu thủ này trong khâu phòng ngự, thì huấn luyện viên Didier Tholot vẫn khăng khăng bênh vực học trò. Vị huấn luyện viên trưởng của POFC thừa nhận rằng phong độ của Kouachi trong giai đoạn đầu của mùa giải là không tốt, nhưng hiện tại thì anh đang tiến bộ dần. Trong hai trận đấu gần nhất, cậu ấy đã chơi tốt. Cậu ấy mắc một sai lầm không được phép lặp lại, nhưng trong cả trận đấu với Sang Echien thì chúng ta không thấy Grasso đâu cả. Trận đấu với Caen cũng vậy, không ai thấy Mendy, Họ là những tiền đạo tốt nhất của League 2. Điều đó cho thấy rằng Kowalski đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Ở trận gặp Saint-Étienne, có một khoảnh khắc không được nhắc đến. Đó là khi tiền đạo Grasso bên phía đối phương chỉ đứng cách khung thành có 2 mét. Nếu như Kowalski không lăn xả thì tỷ số đã là 2-0 rồi. Kowalski là một cầu thủ quan trọng của đội bóng. Dù vậy thì vị huấn luyện viên trưởng của POFC cũng nhắc khéo Kowalski và các đồng đội. Trong buổi họp báo trước trận gặp Lavan ở vòng 8 giải League 2 thì ông Didier Tholot đã nhấn mạnh là Po FC không được phép lặp lại những sai lầm ở các vòng đấu trước và phải giành được kết quả tốt. Trong bóng đá chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cho đội bóng phải trả giá. Chúng tôi phải làm cách nào đó để chuyện như vậy không xảy ra nữa. Khách quan mà nói, so với đầu mùa giải thì Po FC cũng có những tiến bộ nhất định phải chạm trán các đối thủ mạnh như là KN, Sang ở hai vòng đấu gần đây, nhưng đội bóng vùng bơn vẫn có được hai trận hòa quý giá nhờ màn tỏa sáng của Henry Saive. Nói gì thì nói, đây vẫn là một tiền vệ tấn công tài năng mà bóng đá Pháp đã từng sản sinh ra. Tuyển thủ U16 Pháp đã ghi 4 bàn trong 3 trận đấu gần nhất. Anh cho thấy rằng mình xứng đáng với suất đá chính và Quang Hải không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận ngồi ở trên băng ghế dự bị. Thời gian gần đây khi mà thời lượng thi đấu theo từng trận của Quang Hải đã giảm dần, nhiều người cho rằng niềm tin của huấn luyện viên Didier Tholot vào cậu học trò mới đã vơi dần đi sau những kỳ vọng ban đầu. Nhưng bóng đá là như vậy, Quang Hải mới chuyển đến châu Âu và anh cần rất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường hoàn toàn khác từ bên trong cho đến bên ngoài sân cỏ. Khi có cơ hội, tiền vệ sinh năm 1997 phải cố gắng ghi điểm bằng một bàn thắng hoặc là một đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Cuộc đọ sức với Lavan có thể là thời điểm mà Quang Hải có không gian để làm được điều mình muốn. Đối thủ của POFC đang phải trải qua cuộc khủng hoảng nặng nề về mặt lực lượng. Báo chí Pháp tiết lộ là có đến 8 cầu thủ trụ cột của Lavan đã gặp chấn thương khác nhau và không thể ra sân. Nếu như có thể ghi bàn sớm và tạo ra khoảng cách an toàn, huấn luyện viên Didier Tholot hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho Quang Hải chơi bóng. Tuy nhiên, đó chỉ là những mong muốn từ các fan hâm mộ của Quang Hải. Còn thực tế diễn ra như thế nào thì còn phải phụ thuộc vào trận đấu sắp tới. Ở trận đấu với Sang Nghê Chiên, huấn luyện viên trưởng của POFC không sử dụng Quang Hải dù rằng anh có tên ở trong danh sách đăng ký thi đấu. Trong bóng đá, một cầu thủ phải giữ bị và không ra sân là chuyện hết sức bình thường. Vấn đề quan trọng là cầu thủ dự bị phải trong tình cảnh như thế nào. Trường hợp của Quang Hải có tình tiết rất đáng chú ý và mang đến nỗi lo lớn. Huấn luyện viên Didier Tholot đã đăng ký 18 cầu thủ ở trận đấu với Sang Nghê Chiên ông đã thay đủ 5 cầu thủ hai người không được thi đấu là quang hải và mát samba nhưng đáng nói mát samba là thủ môn cho nên không vào sân cũng không có gì ngạc nhiên cả một điều quan trọng khác là pofc được chơi hơn người khi mà xanh e chiên có cầu thủ bị thẻ đỏ FC rõ ràng có cơ hội chiến thắng rất cao nhưng ông didier Tholot lại không dùng quang hải một tiền vệ tấn công điều đó đã phản ánh niềm tin của huấn luyện viên pofc dành cho quang hải về khả năng có thể giúp đội bóng giành chiến thắng đã giảm dần như đã nói ở đầu video này, truyền thông Pháp nhận định là Quang Hải không hợp với lối chơi của Po FC. Lý do là sơ đồ 5-3-2 của huấn luyện viên Didier Tholot rất khó để cho Quang Hải có thể đáp ứng về mặt chiến thuật. Ai cũng dễ dàng nhận thấy cơ hội để cho Quang Hải thi đấu đang ít đi theo từng trận đấu. Hai trận gần nhất ở Ligue thì Quang Hải đá vỏn vẹn có 7 phút. Đây là những con số cho thấy rằng Quang Hải có nguy cơ bị huấn luyện viên Didier Tholot tiếp tục cho ngồi ngoài. Ngoài ra thì Po bây giờ không có thời gian để chờ cầu thủ hòa nhập. Họ đang xếp bét bảng với nỗi lo rất hạn. Nên nhớ rằng Leader 2022 có đến 4 suất xuống hạng. Tất cả để thấy rằng Quang Hải đang gặp vô vàn khó khăn ở Po Hy vọng rằng tiền vệ mang áo số 19 sẽ vượt qua được những thử thách trong năm đầu xuất ngoại và các fan hâm mộ của Quang Hải thì lại càng hy vọng hơn là một ngày nào đó tiền vệ mang áo số 19 sẽ tỏa sáng ở trời Âu như cái cách mà Kubo Takefuso đã làm được hôm qua trước Manchester United. Kubo Takefuso là cầu thủ Nhật Bản được gửi sang Real Madrid đào tạo rồi kinh qua nhiều câu lạc bộ ở Tây Ban Nha, nói tiếng Tây Ban Nha như tiếng Nhật. Rạng sáng hôm qua mùng 9 tháng 9 cậu bé hạt tiêu Kubo đã làm cho các ông anh cao to như là Ronaldo, Fernandes, McRae, eriksen hay là De Gea của MU đã phải bở hơi tai ở ngay trên sân Old Trafford bởi sự nhanh nhẹn như sóc với kỹ thuật cực kỳ lắt léo. Kubo chơi bóng thật là đáng nể, dù rằng nhỏ con nhưng mà kỹ năng và tầm hoạt động của anh như là người không phổi trước đối thủ cao lớn và cực khỏe của MU. Tiền vệ Kubo và các đồng đội Real Sociedad đã đánh bại quỷ đỏ với tỷ số 1-0 tại bảng F Europa League một cách thật đáng khâm phục. Kubo đã làm cho fan Việt Nam nhớ đến tiền vệ nhỏ con của bóng đá Việt Nam đang hành nghề ở tại Pháp, đó chính là Quang Hải trong màu áo của Po FC. Cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đang gặp khó vì sức vóc và chuyên môn chưa đủ đẳng cấp để hòa nhịp cùng với Po FC đang chơi ở tại giải hạng 2 của Pháp. Quang Hải sau 7 trận đấu trong màu áo của Po FC ra sân ít dần đều, và ở trận gần nhất thì anh bị giam lỏng ở trên băng ghế dự bị. Thực tế thì Kubo có nhiều thuận lợi hơn Quang Hải rất nhiều bởi tiền vệ tuyển Nhật Bản đã sang Real Madrid từ năm 11 tuổi và ăn ngủ với bóng đá Tây Ban Nha cùng với sự thích nghi về văn hóa, giao tiếp như là người bản địa. Tính cách Nhật Bản cũng chính là đặc điểm khác và nổi trội với tinh thần học hỏi, chịu khó rèn luyện không ngừng để vươn lên. Ở giải J League 1 của Nhật Bản cũng có một cậu bé hạt tiêu chính là Chanathip Songkrasin của Thái Lan đang thành công trong màu áo câu lạc bộ Kawasaki Frontale. Khác với xuất phát điểm của Quang Hải ở tại Pháp, Messi Thái đã khôn khéo chọn đội bóng mới lên hạng giải League 1, đó chính là Consado Sapporo 4 năm về trước. Suy nghĩ chiến lược của Chanathip là chọn đội mới lên hạng và phù hợp với sức vóc để cạnh tranh song phẳng bằng chính năng lực của mình. Tiền đạo Lê Công Vinh cũng đã từng không thành công ở câu cô lạc bộ này trong quá khứ, nhưng với Chanathip thì lại khác. Cầu thủ Thái Lan về với tân binh của giải J-League 1 là Consado Sapporo và đã hòa nhập rất tốt với vai trò nhạc trưởng và nhanh chóng trở thành cầu thủ chìa khóa của câu lạc bộ này. Sau hai mùa bóng ổn định ở tại đây, Chanathip đã tung cánh đến câu lạc bộ mạnh hơn là Kawasaki Frontale có truyền thống và bề dày thành tích dữ dội hơn. Từ đội bóng này, quay trở về khoác áo đội tuyển Thái Lan ngay lập tức, Chanathip đã thể hiện sự khác biệt của một cầu thủ đẳng cấp ở tại AFF Cup 2020. Trong đó Chanathip đóng vai trò chính với năng lực săn bàn vượt bậc. Chính tiền vệ này đã ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng giúp cho Thái Lan đòi lại ngôi vô địch từ tay Việt Nam. Đặc biệt anh chính là tác giả của hai bàn thắng trong trận bán kết lượt đi khiến cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải trở thành cựu vương. Cả ba cầu thủ nhỏ con là Quang Hải, Kubo và Chanathip đã gợi cho giới bóng đá nhiều suy nghĩ về tính chuyên nghiệp sự phấn đấu và bản lĩnh khi xa nhà, nhưng Quang Hải thì mới chỉ bắt đầu những ngày khó khăn thôi, thử thách của anh vẫn còn đang ở phía trước, nếu như vượt qua được nó thì quả ngọt sẽ đến với tiền vệ nhỏ con này. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này, dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.